ung thư đang là gánh nặng lớn không những đối với người bệnh, gia đình người bệnh mà còn đối với toàn thể xã hội. Chi phí phẫu thuật, chi phí hóa xạ trị trong quá trình điều trị ung thư đang là những trở ngại cực kỳ lớn trên con đường tìm kiếm hy vọng của những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Đã có những trường hợp gia đình phải bán toàn bộ tài sản có giá trị để điều trị ung thư, mong tìm kiếm một cơ hội nhỏ để giành giật sự sống cho người thân. Phát hiện căn bệnh ung thư thực quản từ tháng 9 năm 2020. Lúc mới đầu phát hiện bệnh, ông Phan Đức Nông và gia đình tỏ ra vô cùng lo lắng khi nghe đến việc phải đi Hà Nội để điều trị bởi đường xá xa xôi, cộng thêm khoản viện phí phải chi trả. Được người thân và bạn bè giới thiệu, tại Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt ở thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, có trung tâm xạ trị ung thư kỹ thuật cao, đã được hỗ trợ gói hơn 4 tỷ đồng dành cho hơn 300 bệnh nhân xạ trị ung thư đầu tiên. Ông Phan Đức Nông may mắn là một trong những bệnh nhân đầu tiên được hóa xạ trị tại đây. Bản thân bác là phát hiện bệnh từ tháng 9 năm 2020. Nghe thấy một số thông tin nói về cái bệnh viện Lạc Việt mình là cũng có khoa này, sự ưu đãi của bệnh viện ca rồi, có một cái gói hỗ trợ cho 300 bệnh nhân ban đầu, trong cái đó bác cũng là một trong 300 bệnh nhân đó. Bác về điều trị ở đây, quyết định về điều trị ngay từ đầu ở đây, từ tháng 9 năm 2020 cũng tới giờ. Bây giờ cảm thấy bệnh tình của cũng là chuyển rất nhiều. Và ngày mai là bác được ra viện rồi. Ngày mai là về quê rồi. Về quê và chờ định kỳ xuống để kiểm tra lại xem là sức khỏe của mình. Bác rất thấy là phấn khởi. Trong cái gói hỗ trợ của bệnh viện mà thì bác cũng có bảo hiểm. Bản thân bác là bảo hiểm của bác là 100%. Mà hầu được hỗ trợ toàn bộ. Phải chi phí rất ít, chẳng hạn mình cần mua thêm những cái gì bên ngoài bảo hiểm. Chi phí còn là đều được bệnh viện ưu ái, cái đó rất tin lắm. Là một đơn vị y tế đa khoa đồng hành cùng bệnh nhân, gia đình bệnh nhân ung thư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc và các tỉnh lân cận hơn 15 năm qua, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt hiểu ơn hay hết những trở ngại khó khăn bởi gánh nặng về chi phí phẫu thuật và hóa xạ trị, với mong muốn mang tới cho người dân trên cả nước cơ hội được khám và điều trị với hệ thống xạ trị gia tốc VIMAT hiện đại trong điều kiện tốt nhất, đồng thời khích lệ tinh thần chiến thắng bệnh tật và chia sẻ gánh nặng với các bệnh nhân ung thư. Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt đã quyết định hỗ trợ gói hơn 4 tỷ đồng dành cho 300 bệnh nhân xạ trị ung thư đầu tiên với chi phí chỉ từ 0 đồng. Bệnh nhân được khám phát hiện sớm, điều trị ung thư bởi các chuyên gia và bác sĩ giỏi chuyên ngành ung bướu, được thanh toán 100% bảo hiểm y tế mà không cần giấy chuyển tuyến trên toàn quốc. Để đăng ký chương trình, tư vấn hoặc giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ phòng dịch vụ khách hàng 1900 1269 hoặc trực tiếp tại phòng chăm sóc khách hàng tầng 2 nhà D, Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt.